tóm tắt nhanh lịch sử Nhật Bản qua các thời kỳ. Lịch sử Nhật Bản thời kỳ sơ khai đến năm 710. Theo ghi chép từ các cuốn cổ sử ký của Nhật Bản, thiên hoàng đầu tiên của nước này mang dòng dõi của nữ thần mặt trời. Thiên hoàng Jimmu lên ngôi vào năm 660 trước công nguyên. Tiếp theo đó vào giai đoạn từ năm 13.000 đến năm 300 trước công nguyên là thời Jomon. Trong thời kỳ này, đồ gốm được đặc trưng bởi những hoa văn xoắn thừng. Những bộ lạc nhỏ được hình thành và cư dân chủ yếu sống bằng nghề đánh cá, săn bắt, hái lượm. Thời kỳ Da Roi kéo dài từ năm 300 trước công nguyên đến năm 300. Lúc này nước Nhật đã dần hình thành phân cấp xã hội. Người cai trị Nhật Bản thời bấy giờ là nữ hoàng Himiko. Đây cũng là giai đoạn mà nghề trồng lúa phát triển, tuy nhiên đất đai vẫn do các địa chủ nắm giữ. Sang tới thời Kofun từ năm 300 đến năm 710, nước Nhật được chia thành các bộ lạc. Từ giữa thế kỷ thứ tư đến giữa thế kỷ thứ sáu, thị tộc Yamato đã thống nhất các thị tộc lại với nhau. Chư Hán cũng bắt đầu được du nhập sang Nhật Bản, cùng với Phật giáo, Nho giáo và Lão giáo. Vào năm 593, Thái tử Sotoku lên làm nhiếp chính, lấy hiệu là Taika. Năm 645, thiên hoàng Kotoku giành lại quyền lực do dòng họ Soga đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Một cuộc đại hóa cải tân đã được tiến hành. Lịch sử Nhật Bản thời Nara từ năm 710 đến năm 794. Đây là thời kỳ đầu tiên mà thiên hoàng Định Đô và khởi công xây dựng kinh đô Nara vào năm 710. Cổ sử ký bằng tiếng Nhật được viết năm 712. Tiếp theo vào năm 718, Nhật Bản thư kỷ bằng Hán văn đã được biên soạn. Một tuyển tập thơ ca bằng chữ Nhật với 4.500 bài đã được biên soạn. Đến năm 784 thì thiên hoàng rời kinh đô sang Nagaoka. Lịch sử Nhật Bản thời Heian từ năm 794 đến năm 1192. Thời Heian là thời đại của quý tộc và công gia. Dòng họ Fujiwara dần dần nắm giữ quyền lực. Nhật Bản tiếp thu một cách có chọn lọc những tinh hoa nghệ thuật và tư tưởng Trung Hoa. Đây cũng là thời kỳ mà nền văn học Nhật Bản đạt được bước tiến vượt bậc nhờ sự phát triển của chữ viết Kana. Kinh đô Nhật Bản được chuyển về Heian vào năm 794. Dòng họ Fujiwara phải từ bỏ quyền lực về tay thiên hoàng Go-Sanzo khi ông lên ngôi vào năm 1068. Năm 1156, Taira Kiyomori lên lãnh đạo toàn nước Nhật, chấm dứt thời kỳ nắm giữ quyền lực của các thiên hoàng Ise từ năm 1086. Năm 1159, hai dòng họ quân sự Minamoto và Taira có sự tranh đấu quyền lực. Cuối cùng, Taira Kiyomori lên nắm quyền lãnh đạo cả nước từ năm 1168 đến năm 1178. Tuy nhiên, sau cái chết của Kiyomori thì dòng họ Minamoto lại chiến thắng và giành quyền lực vào năm 1185. Đây là thời kỳ đạo Khổng và các ảnh hưởng của Trung Quốc phát triển tới đỉnh cao. Thời kỳ Heian cũng được coi là giai đoạn đỉnh cao của quyền lực Nhật Hoàng, đánh dấu sự phát triển của nghệ thuật, thơ ca và văn học. Phật giáo bắt đầu lan rộng ở Nhật Bản trong suốt thời kỳ Heian, chủ yếu qua hai giáo phái lớn là Thiên Thai Tông và Chân Ngôn Tông. Trong khi một mặt thời kỳ Heian là một giai đoạn hòa bình kéo dài bất thường, một mặt nó lại làm suy yếu nền kinh tế Nhật Bản và dẫn đến nghèo đói cho gần như mọi cư dân, chỉ trừ một vài người thuộc giai cấp trên. Cai trị của Nhật Bản bắt đầu mất kiểm soát. Bọn tội phạm lang thang miền quê, người của các tôn giáo khác nhau bắt đầu đến với nhau để tấn công và cướp lẫn nhau. Chính phủ quá yếu kém trong việc cung cấp các biện pháp thực thi pháp luật. Lịch sử Nhật Bản thời Kamakura từ năm 1192 đến năm 1333. Vào năm 1192, Yorimoto xưng là Shogun, tướng quân, mở đầu chế độ Mạc Phủ. Đến năm 1219, dòng dõi Minamoto bị tiêu diệt. Năm 1221, dòng họ Hojo bị tấn công bởi thiên hoàng Gotoba, nhưng cuộc tấn công thất bại. Nhờ chiếm được lòng tin của những người nắm quyền lực tối cao mà họ Hojo được trọng vọng, vào năm 1333 thì thực sự nắm quyền cai trị Nhật Bản.
Thời kỳ Kamakura đánh dấu sự chuyển dịch sang nền kinh tế dựa trên đất đai và sự tập trung kỹ thuật quân sự hiện đại vào tay tầng lớp võ sĩ. Các lãnh chúa yêu cầu sự phục vụ trung thành của các chư hầu, đổi lại họ được ban thưởng thái ấp. Chủ thái ấp áp dụng các luật lệ quân sự địa phương. Lịch sử Nhật Bản thời Muromachi từ năm 1333 đến năm 1603. Năm 1338, Thiên Hoàng Go-Daigo lên nắm quyền ở vùng phía nam Kyoto, gọi là Thiên Hoàng Nam Triều. Còn Thiên Hoàng Mizuki được phong làm Thiên Hoàng Bắc Triều. Năm 1392, Thiên Hoàng Nam Triều thoái vị và toàn bộ quyền lực về tay Thiên Hoàng Bắc Triều. Từ năm 1467 đến năm 1573, cả nước Nhật rơi vào thời kỳ chiến quốc. Đến năm 1590 thì đất nước được thống nhất bởi Hideyoshi. Quan hệ với nhà Minh của Trung Quốc được làm mới trong thời Muromachi sau khi Trung Quốc tìm kiếm sự trợ giúp để dẹp yên cướp biển Nhật Bản ở vùng bờ biển Trung Quốc. Cướp biển Nhật Bản thời kỳ này được gọi là hòa khấu. Muốn tăng cường quan hệ với Trung Quốc và trừ bỏ mối lo về hòa khấu, Yoshimitsu chấp nhận quan hệ với người Trung Quốc kéo dài nửa thế kỷ. Năm 1401, ông bắt đầu hệ thống cống phẩm, tự gọi mình trong một bức thư gửi Hoàng đế Trung Hoa là thần dân của người, vua của Nhật Bản. Gỗ, lưu huỳnh, quặng đồng, kiếm và quạt gấp được đổi lấy tơ lụa, đồ sứ, sách và đồng xu Trung Quốc. Người Trung Quốc xem đó là cống phẩm, nhưng Nhật Bản lại xem là những thương vụ có lời. Dưới thời Mạc Phủ Ashikaga, một nền văn hóa quốc gia mới, gọi là văn hóa Muromachi, nảy sinh từ trụ sở Mạc Phủ tại Kyoto rồi vươn tới mọi giai tầng trong xã hội. Thiền Tông đóng một vai trò lớn, không chỉ trong việc truyền bá tôn giáo mà cả ảnh hưởng tới quan điểm thẩm mỹ, đặc biệt là nhận được từ các bức họa Trung Hoa Triều Tống, Triều Nguyên và Triều Minh. Lịch sử Nhật Bản thời Edo từ năm 1603 đến năm 1868. Nhật Bản thời Edo có nét tương tự với thời kỳ phục hưng ở châu Âu, với những tầng lớp nổi bật là thị dân và thương gia. Năm 1600, Tokugawa Ieyasu tự xưng Shogun và thành lập nên Mạc Phủ. Đến năm 1615, thì thành Osaka bị Ieyasu chiếm hoàn toàn. Đồng thời, thị tộc Tozotomi cũng bị tuyệt diệt. Suốt thời Edo, nhân dân Nhật Bản được sống trong nền hòa bình, thịnh vượng. Văn hóa thời kỳ Edo được xem là thời kỳ đỉnh điểm của xã hội phong kiến Nhật Bản. Nho giáo truyền bá từ Trung Quốc sang Nhật Bản đến thời kỳ này đã gặp được một thể chế chính trị phù hợp. Nho giáo vốn coi trọng đạo lý, đạo nghĩa nên được tầng lớp võ sĩ đạo tôn sùng. Việc cai trị đất nước gắn liền với sự đề cao nho học. Giáo dục phát triển mạnh, các trường học ý thức được sự phát triển kinh tế và văn hóa của phương Tây và đến cuối thời kỳ đã có sự khuyến khích tiếp cận văn hóa phương Tây. Phật giáo và thần đạo đều quan trọng trong thời kỳ Edo. Phật giáo kết hợp với Nho giáo đưa ra tiêu chuẩn cho lối ứng xử trong xã hội. Mặc dù không có quyền lực chính trị hùng mạnh như trong các thời kỳ trước, Phật giáo vẫn được tầng lớp trên tin theo. Sự phân chia cứng nhắc của xã hội trong thời kỳ Edo thành các phiên, làng, phường, hộ gia đình đã giúp tái lập lại sự gắn bó với thần đạo ở các địa phương. Lịch sử Nhật Bản thời cận đại và hiện đại. Thiên Hoàng Minh Trị lên ngôi vào năm 1867 và kinh đô mới được rời về Edo, được gọi là Tokyo. Năm 1895, Nhật Bản đánh bại Trung Quốc trong cuộc chiến tranh Trung-Nhật. Năm 1905, Nhật Bản chiến thắng Nga. Từ đó trở thành cường quốc và mở ra thời kỳ lên ngôi của chủ nghĩa quân phiệt kéo dài từ năm 1912 đến năm 1945. Tuy nhiên, Nhật Bản đã phải đầu hàng sau khi quân đội Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945. Sau đó, cả nước Nhật bị Mỹ chiếm đóng từ năm 1945 đến năm 1952. Sự thành lập của lực lượng phòng vệ Nhật Bản vào năm 1954 đã giúp nước Nhật Bản hồi phục thần kỳ. Các triều đại thiên hoàng vẫn được duy trì từ năm 1868 đến nay. Thiên Hoàng không trực tiếp can thiệp vào nền chính trị Nhật Bản. Thiên Hoàng không phải là người đứng đầu chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là người lãnh đạo.
mọi hoạt động của hoàng đế liên quan đến quốc gia phải tham khảo ý kiến và được nội các thông qua. Thiên hoàng có thể ủy quyền đại diện quốc gia cho người khác, nhưng phải phù hợp với các điều khoản trong hiến pháp. Tổ tiên của thiên hoàng xuất thân là thủ lĩnh bộ lạc Yamato, nên hoàng gia Nhật Bản còn được gọi là nhà Yamato. Như vậy có thể thấy, Nhật Bản là đất nước có bề dày lịch sử vô cùng phong phú. Sự biến chuyển của lịch sử Nhật Bản qua các thời kỳ đã góp phần hun đúc cho những người dân Nhật Bản ý chí kiên cường, vượt lên mọi khó khăn, nghịch cảnh để trở thành một cường quốc kinh tế lớn như hiện nay.